cho chay nha. Em. I can show you the world. Này, lấy tay ra mày cột tóc rồi. Ouch. Nó nhẹ thôi. Hả? Nhẹ thôi. Cái gì? Nhẹ thôi. Nhẹ thôi hả? Ouch. Mẹ đâu? Có xịt cái đó rồi đó chứ mà vẫn còn vậy thế à? Mẹ sao? Mẹ về đâu? I can show you the world shining. Ngứa đâu? Ngứa. Ừ, chạy ngứa đó đó hả? Chạy hát cho cô chú nghe coi. Lẽ đâu? Chẳng đợi từ ba kia múa. Let go. Chẳng đợi từ ba kia múa. Let go. Turn away. Long the world. Let us dance. And go and she's singing. Let the storm the cold will never bother me anyway. Chay, hát bài Hoa nở không màu coi. Chị là nỗi. Không. Con đang nói chuyện ai chay? Nói chuyện ai ạ? Nói chuyện ai? Chuyện cô. Chuyện chứ xịn. Không phải, con đang nói chuyện với ai? Chuyện không biết luôn. Sao không biết luôn? Nói chuyện ai mà không biết thì sao vậy? Thôi nói chuyện. Chuyện Ngọc. Nói chuyện Ngọc à? Sao cô này nó xạo quá. Chuyện mẹ Ngân. Đúng rồi, đang chuyện mẹ Ngân. Giỏi. Rồi ai nữa? Nói chuyện mẹ Ngân với ai nữa? Chim bầu ấy. Đúng rồi. Baby, can you turn down the music, please? Hello. Yeah. Mr. Crab. This way, mommy go this way. Go what way? Mommy go this way. Okay, go. Mommy go this way, okay. Rồi, con ngồi đây đi, rồi mày ngồi đây, okay. Em ngồi this way. Ngồi this way. Rồi. What do you want? I want number two burger, please. What color you want? Con nói tiếng Việt đi, mẹ không hiểu tiếng Anh. Mẹ ơi sao? Mẹ ơi sao? Không có. Sao không có cà phê? Sugar. Hả? Cà phê là cái món mà nổi tiếng mà sao không có? Mắm tính tiền đó. Nhiêu tiền? Nhiêu tiền? Nhiêu tiền? Sao bấm gì nhiều dữ, bấm đi tới hàng tỷ bạc luôn rồi. Ở đâu ai mua ly cà phê mà có tiền tỷ trả đây? Trời ơi. Bấm. Trời ơi. Okay, thank you. Bye.
sao không phải bay? Đó là đó. Trời ơi, bán rồi cái leo lên cái xe vậy luôn hả? Leo. Rồi đạp lên đồ nướng luôn hả? Thôi cái áo trắng người ta mua đẹp đẽ, nó ăn riết lấy tét đồ riết dơ áo trắng người ta luôn. Hừ không? À đóng cửa, nó đóng cửa rồi, nó mở cửa đó. Nó đóng cửa là nó muốn con làm cái mặt khóc, còn mà nó mở cửa nó muốn con làm mặt cười. Đóng cửa rồi. Đóng cửa rồi. Mở cửa cho tôi ăn đi, tôi đói bụng quá. Không. Sao vậy? Sao em không chịu? Sao không chịu? Em không chịu. Tôi đói bụng quá. Không. Giờ. Không. Cái bánh đi, mẹ đói bụng quá rồi bác. Yeah. 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 Mở cửa đi. Mở cửa. Làm nhẹ nhẹ từ từ thôi chứ làm gì nhảnh mạnh dữ. Thôi 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 lại, em lại chị. Anh phải hay làm. Hãy bấm switch that. Bán hàng mình phải nói nhẹ nhàng. Hello. It's bán cho em một ly nhị hoa nghệ tây đi chị. Không có. Không có. Em nghe nói mẹ chị bán mà sao chị nói không có. Hết hàng rồi hả? Còn không? Dạ con, nghệ tây nghệ tây. À nhìn này đây nè đây. Chị pha cho em mấy cộng vậy chị? Nhị hoa nghệ tây thường thường chị pha mấy cộng? Hả? Trời ơi, chị pha 3 ly luôn hả? Trời ơi. Ui trà ngon quá. Yay. Mang you. Look. Cái gì á? Con bỏ vô đó, con bỏ đồ bậy tầm bậy vô đó. Con làm dơ cái ly rồi đó. Quá luôn, quậy quá. Giờ này là 11 giờ tối rồi nè. Đàng hoàng đi, đàng hoàng. Nè bây giờ nè. Bây giờ nè. Bạn cắn con sao nói mẹ nghe. Cắn vậy hả? Sau cuộc đời ăn là bị cắn hoài vậy? Bị cắn hoài. Bị cắn hoài luôn á. Bị cắn sao? Ông. Bị cắn mạnh. Cắn mạnh luôn hả? Ủa rồi con có khóc không? Rồi con có khóc không? Dạ. Khóc sao? Cảm ơn. Khóc vậy hả? Dạ. Mà khóc rồi mẹ bạn có làm gì không? Mẹ bạn ra làm gì? Mẹ bạn mà, hả? Con bạn cắn con rồi mẹ của bạn làm gì? Mẹ bạn cắn con. Ôi rồi làm vậy đó hả? Trời ơi rồi múa giỏ luôn à. Bye. Bye, ai đau bụng quá. Cho tôi ăn miếng đi, đau bụng quá. Ủa ai mà buôn bán gì mà nhào lên xe mà làm kiểu này trời. Tự xuống lụm. Mẹ kia xuống. Con nói sao? Con nói rồi nói tiếng Việt sao? Mẹ ơi sao? Mẹ ơi sao? Con muốn mẹ hép con tiếng Việt nói sao? Mẹ ơi sao? Mẹ ơi sao? Không. Bye. Bye. Mở cửa đi, tôi đói bụng quá. Yeah. Yeah. Đói bụng quá. Không. Mở cửa đi. Bán
cho tôi cái bánh đi. Không. Mày sao vậy? Về tới giờ về uống sữa rồi hả? Giờ tới giờ về uống sữa rồi hả? Ừ, giống con heo quá. Chạy đi, lật chạy đi. You look like a Peppa Pig. Yeah. You look like a Peppa Pig. Look. Peppa Pig. Đẩy tay xuống, đẩy tay xuống. Peppa Pig. No. Chạy. Con nói sao? Con xin lỗi mẹ. Nói lớn lên. Con xin lỗi mẹ. Con đã làm gì sai? Con làm gì sai? Chris. Con đã làm gì sai mà con xin lỗi mẹ? Con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi mẹ. Đánh ghi ghê. Xin lỗi mẹ đánh ghi ghê gì? Con lấy cái chai này ra con phá phải không? Dạ. Con thấy mẹ vô rồi con xin lỗi mẹ liền phải không? Dạ. Con nói như sao? Dạ. Xin lỗi. Trời ơi, nó vừa thấy tôi vô, tôi vừa nhìn nó. Tôi chưa biết nó làm gì, tôi nhìn nó cái nó đứng nó, mẹ ơi, I'm sorry, con xin lỗi mẹ, nó lấy cái này phá, có được không? Trét lotion cho em đó hả? Hả? Trời ơi, đi vô rửa tay, lẹ lên. Tại sao khi con té mày xức cái này vô con không chịu? Mà bình thường con đem cái này đi phá. Hả? Trời ơi, nó xức lotion cho em đó, có được không? Con biết cái này là cái gì không? Cái này là chỉ để sức khi mà mình có vết thương thôi. Cái gì? Trời đất ơi.